Lịch sử Canon, gã khổng lồ máy ảnh thế giới khởi đầu từ phòng quang học nhỏ. Với những người đam mê nhiếp ảnh, hãng thương hiệu máy ảnh Canon đã trở nên quá đỗi quen thuộc và sẽ thú vị hơn nếu bạn biết rằng ông lớn Canon chỉ có xuất phát điểm từ một phòng thí nghiệm quang học ra đời sau khi bị ông chủ của nó khích tướng vì sang Thượng Hải mua phụ kiện. Suốt một hành trình dài, Canon đã không ngừng cải tiến, cho ra nhiều thế hệ máy ảnh hiện đại có công nghệ đi tiên phong. Có thể nói là triết lý hoạt động của Canon chính là điển hình cho kiểu tinh thần Nhật Bản. Khởi đầu từ phòng thí nghiệm quang học. Mọi việc bắt đầu khi Goro Yoshida, sinh năm 1900, mất năm 1993, vốn là một thợ sửa chữa máy quay phim và máy chiếu, qua Thượng Hải mua phụ kiện. Trong một lần đi mua hàng, ông đã gặp một thương gia Mỹ. Thương gia này đã nói với ông rằng, tôi không hiểu sao ông lại sang đây mua phụ kiện camera. Nước Nhật sản xuất tàu chiến và máy bay rất giỏi, vậy không có lý do gì mà các ông lại không thể sản xuất được những phụ kiện camera này. Với lòng tự tôn dân tộc, Yoshida đã mua chiếc máy Leica của Đức vốn đang rất thời thượng khi đó với giá 420 yên, gấp 6 lần mức lương hàng tháng cao nhất tại Nhật lúc bấy giờ. Ông dỡ tung chiếc máy ra thành từng mảnh, ngắm nhìn từng chi tiết, rồi cuối cùng phải thốt lên, tôi chả thấy có gì quý giá như kim cương trong này cả, toàn là cao su, sắt, nhôm. Vậy mà khi ghép chúng lại với nhau, người ta lại bán với cái giá cắt cổ như thế. Chính vì thế, Yoshida đã cùng với anh rể của mình là Saburo Uchida và một người nữa là Takeo Maeda lập nên phòng thí nghiệm các thiết bị quang học chính xác Precision Optical Instruments Laboratory vào năm 1933 với mong muốn có thể sản xuất được máy ảnh Made in Japan. Chính tại căn phòng nhỏ này, những người trẻ của Nhật mang một giấc mơ lớn đã rất là nghiêm túc bắt đầu công việc của họ để chế tạo ra một chiếc máy ảnh chất lượng cao tại Nhật. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu của Canon. Với sự chăm chỉ và tinh thần ham lập nghiệp, họ đã chế tạo thành công nguyên mẫu đầu tiên và đặt cho nó tên gọi là Quanon. Về cái tên, do là một tín đồ Phật giáo nên Goro Yoshida đã lấy tên chiếc máy ảnh đầu tiên của mình là Quanon, theo nghĩa tiếng Việt là Quan Âm. Thậm chí ông còn sùng đạo đến nỗi đặt tên luôn cho chiếc ống kính đi kèm máy này là Kassiapa, theo ngôn ngữ của chúng ta là Ca Diếp, một trong hai đệ tử luôn đứng cạnh Phật Tổ cùng với Anan. Sau đó vào năm 1935, chiếc máy ảnh cửa sập ở mặt phẳng tiêu điểm 35mm đầu tiên của Nhật Bản, chiếc Hansa Canon ra đời, tạo nên nguồn gốc cho thương hiệu Canon. Đây cũng là năm mà Canon chính thức đăng ký bản quyền cho những sản phẩm của mình. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực phát triển, phòng lab của Yoshida vẫn chưa thể sản xuất đại trà máy ảnh thương hiệu của riêng mình do là chưa có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất ống kính và phụ kiện. Chính vì vậy, Yoshida đã quyết định hợp tác với Nippon Kokaku Kogyo, tiền thân của tập đoàn Nikon sau này, vốn là một công ty sản xuất thiết bị quang học cho quân đội, để dùng ống kính Nikkor của hãng này. Theo thỏa thuận được ký kết, Nippon Kogaku sẽ phụ trách phần ống kính, ống ngắm, trong khi Precision Optical Instruments Laboratory sẽ phụ trách sản xuất toàn bộ phụ kiện cho thân máy. Sản phẩm của sự hợp tác này là chiếc máy ảnh được ra đời vào tháng 2 năm 1936 với tên gọi là Hansa Canon, sử dụng ống kính Nikkor. Lần lượt các máy đời sau của Hansa Canon có thêm ký hiệu phân biệt như là chữ S là mẫu mới nhất, J là mẫu thông thường, NS là mẫu tiêu chuẩn kiểu mới. Hai năm sau, vào năm 1937, công ty trách nhiệm hữu hạn Precision Optical Industry được thành lập. Đây là tiền thân của Canon sau này. Ghi dấu ấn trên trường quốc tế. Năm 1938, chiếc máy ảnh Hansa Canon bắt đầu chiến dịch xâm lấn châu Âu bằng một mẫu quảng cáo đầu tiên trên tạp chí nhiếp ảnh British Journal of Photography. Kết hợp với ý nghĩa của từ Canon ở phương Tây là luật lệ kinh thánh, kể từ sau phiên bản S, chữ Hansa trong tên Hansa Canon đã được bỏ đi, đánh dấu bước chuyển đổi chính thức cái tên Quanon khởi thủy thành một đại gia tên gọi Canon như ngày nay. Năm 1940, Canon cho ra mắt máy ảnh X-quang gián tiếp đầu tiên tại Nhật Bản. Tới năm 1947, công ty chuyển sang sử dụng cái tên Canon, đánh dấu một bước phát triển mạnh của hãng này. Sau đó thì Canon giới thiệu một số ống kính zoom dành cho ngành truyền hình vào năm 1958. Một năm sau, hãng giới thiệu Reflex Zoom 8, camera quay phim đầu tiên trên thế giới sử dụng lens zoom Canon Flex. Tháng 5 năm 1959, Canon cho ra mắt chiếc máy ảnh gương lật phản xạ SLR đầu tiên của mình với tên gọi là Canon Flex. Thiết bị này sử dụng một cơ cấu gương lật nhanh, một viewfinder có thể thay đổi. Hãng cũng có cung cấp tùy chọn bộ đo sáng riêng. Tất cả đều là những ý tưởng mới lạ và tiên tiến vào thời điểm mà Flex ra đời. Giống như mọi công ty Nhật khác, tinh thần đổi mới liên tục luôn hiện diện trong toàn thể nhân viên và ban lãnh đạo của Canon.
Năm 1961, Canon giới thiệu một chiếc máy ảnh Ranger Finder Canon 7. 3 năm sau đó thì Canon bước chân ra khỏi lĩnh vực quang học bằng việc ra mắt Canola 130, máy tính 10 phím đầu tiên được sản xuất tại Nhật. Đây thực chất là một bản cải tiến dựa trên mẫu thiết kế của hãng Bell Punch Anh Quốc. Trước đó 2 năm, Bell Punch đã giới thiệu Samlock Anita Mark 8, chiếc máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới. Năm 1965, Canon đưa ra thị trường chiếc Palix, một mẫu máy ảnh SLR với gương bán trong suốt cho phép chụp ảnh xuyên qua gương. Tới năm 1969, Canon đổi tên một lần nữa thành tập đoàn Canon. Đến năm 1970, Canon đã đạt doanh thu 44,8 tỷ yên với hơn 5.000 nhân viên. Bứt tốc mạnh mẽ bằng những dòng sản phẩm mới. Từ năm 1971, Canon có nhiều sản phẩm và bước đi mới lạ. Trong năm này, thì Canon giới thiệu chiếc máy ảnh F1, mẫu máy ảnh nổi tiếng cho đến tận bây giờ. Đây là một chiếc SLR đầu tiên thuộc hàng cao cấp của Canon. Cùng thời điểm này, Canon công bố ngàm ống kính SD và nhiều lens tương thích. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng dầu mỏ và đồng đô la, cộng với vấn đề về linh kiện màn hình máy tính điện tử không đạt chất lượng trong năm 1974, đã khiến Canon rơi vào giai đoạn khó khăn. Trong nửa đầu năm 1975, hãng không thể trả cổ tức cho cổ đông và đây là lần đầu tiên sự việc này diễn ra kể từ khi Canon trở thành công ty đại chúng. Năm 1976, Canon giới thiệu Premier Company Plan, một chiến lược đầy tham vọng giúp công ty tự chuyển đổi thành một công ty xuất sắc trên toàn cầu. Hãng thiết lập các nhóm kinh doanh theo chiều dọc, thiết lập quy trình sản xuất và hệ thống bán hàng theo chiều ngang. Kế hoạch này cuối cùng cũng đã giúp Canon thoát khỏi khủng hoảng và bắt đầu một thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Cũng trong năm này, Canon công bố AM1, máy ảnh đầu tiên trên thế giới được tích hợp vi máy tính để mà điều khiển màn trập và một số chế độ phơi sáng tự động. Đến năm 1979, máy in Canon Laser LBP10 được công bố. Đây là máy in đầu tiên trên thế giới sử dụng laser bán dẫn. Đến năm 1982, Canon giới thiệu PC10-20, máy photocopy đầu tiên trên thế giới sử dụng hệ thống mực dạng cartridge có thể thay được. Năm 1985, Canon trình làng BJ80, máy in phun đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ Bubble Jet. 3 năm sau, máy ảnh có khả năng tự động lấy nét đầu tiên của Canon T80 ra đời. Thiết bị này sử dụng ngàm ống kính FD nhưng lại sử dụng các lens của dòng AC. Mỗi lens có một cảm biến và một motor nhỏ bên trong để phục vụ cho việc tự lấy nét. Trong năm 1987, Canon giới thiệu Electro Optical System, dòng máy phim 35mm autofocus được ra đời với chiếc EOS 650. Đây là sản phẩm được thiết kế mới hoàn toàn để hỗ trợ khả năng tự động lấy nét và nó mang đặc trưng cho dòng EOS cho đến tận ngày nay. Và các máy EOS thì sử dụng ngàm ống kính EF cho nên là có khả năng truyền tín hiệu giữa thân máy ảnh với lens. Do đó, người dùng có thể điều khiển việc lấy nét và kiểm soát khẩu độ từ camera. Nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày thành lập công ty vào năm 1988, Canon giới thiệu triết lý kinh doanh Kyocei. Triết lý này nói về việc tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, đều có thể sống và làm việc hòa hợp với nhau trong tương lai. Bằng các hành động dựa trên triết lý này, Canon đã giải quyết được một số vấn đề trong nội bộ công ty cũng như trên thế giới. Hãng cũng chú tâm hơn vào trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Đi tiên phong với nhiều công nghệ mới. Sau thành công của những mẫu máy ảnh trước đó, năm 1989, dòng SLR chuyên nghiệp EOS 1 của Canon được trình làng. Cũng trong năm này, EOS RT được ra mắt. Nó là dòng máy ảnh SLR AF đầu tiên trên thế giới, sử dụng gương bán trong suốt. 3 năm sau, Canon EOS 5, máy ảnh đầu tiên trên thế giới có khả năng điều khiển chọn điểm lấy nét bằng mắt, được giới thiệu. Một hệ thống bên trong máy ảnh sẽ theo dõi sự di chuyển của nhãn cầu để cho phép người dùng chọn giữa 5 điểm AF khác nhau trong lúc nhìn vào viewfinder. Đến năm 1992, PowerShot 600, máy ảnh số đầu tiên của Canon trình làng. Canon đã phát triển những công nghệ chưa từng có và thận trọng trong nuôi dưỡng những công nghệ này để tạo ra những cơ hội kinh doanh và các sản phẩm không hề có đối thủ. Nhưng vào giữa những năm 1990, hệ thống phân chia công việc đã được thực thi kể từ những năm 1970 đã bắt đầu thể hiện những dấu hiệu rệu rã. Canon gánh những khoản nợ trị giá hơn 840 tỷ yên. Điều này cho thấy công ty cần cải thiện cơ cấu tài chính của mình nếu mà vẫn mong muốn thực hiện những dự án nghiên cứu và phát triển dài hạn cũng như đưa ra những hình thức kinh doanh mới. Fujio Mitarai trở thành chủ tịch thứ 6 của Canon vào năm 1995. Và vào năm 1996, kế hoạch công ty toàn cầu xuất sắc Excellent Global Corporation Plan được khởi động. Chuyển đổi tư duy doanh nghiệp từ tối ưu hóa từng phần sang tối ưu hóa toàn bộ và chuyển đổi về trọng tâm từ doanh số sang lợi nhuận
Kế hoạch mới đánh dấu sự khởi đầu cho những phát minh đã mang lại hình ảnh mới cho Canon như chúng ta biết ngày nay. Trong năm 1997, Canon gia nhập thị trường máy quay phim kỹ thuật số với chiếc MV1. Thiết bị này sử dụng cảm biến CCD và cơ chế quét liên tục để giảm hiện tượng rung hình ảnh so với máy quay CCD quét xen kẽ. Đến năm 2002, Canon ra mắt DSLR chuyên nghiệp EOS 1DS, máy ảnh số đầu tiên của hãng dùng cảm biến full frame 35mm. 3 năm sau, máy quay phim độ phân giải HD cao đầu tiên ra đời, chiếc XLH1. Sản phẩm này nhắm đến những người dùng chuyên nghiệp cũng như là những người yêu thích video. Không chỉ sản xuất máy ảnh, máy quay, mà vào năm 2006 thì Canon còn giới thiệu máy in khổ lớn Image Prograph 900 IBF 9000 sử dụng hệ thống mực 12 màu với hiệu suất cao, mức độ màu ổn định và tạo độ bóng bẩy tốt. Đây là một trong những thiết bị in công nghiệp chủ đạo của Canon lúc bấy giờ. Hiện nhiều nhà in, cửa hàng in ở Việt Nam vẫn còn dùng IPF 9000. Hai kính thiên văn Subaru Telescope của Nhật được đặt tại đảo Hawaii, sử dụng ống kính rộng 8,2m. Đây là chiếc kính đã tìm ra giải thiên hà tồn tại lâu đời nhất từ trước cho đến nay. Trong số các thành phần cấu tạo nên kính thiên văn Subaru thì có một camera được chế tạo bởi Canon gọi là Hyper Supreme Cam. Ống kính của nó được ghép lại từ 7 thành phần, độ phân giải lên tới 900 megapixel với góc chụp siêu rộng và được xây dựng từ cuối năm 2011. Những triết lý độc đáo của công ty. Trong quá trình phát triển thương hiệu, Canon đề ra và vận dụng hai triết lý phát triển chính và chúng đều độc đáo đến mức độc nhất vô nhị. Thứ nhất là triết lý 3 Selves, tạm dịch là 3 việc tự phải làm, áp dụng cho tất cả mọi thành viên của hãng này, từ lãnh đạo cao cấp đến lao công bình thường. Đó là tự phấn đấu, tự quản lý và tự ý thức. Triết lý này được coi là những nguyên tắc chỉ đạo quan trọng và quyết định nhất đối với Canon. Có thể thấy qua đó, Canon coi trọng yếu tố nhân lực như thế nào trong kinh doanh và phát triển thương hiệu. Triết lý thứ hai là cùng sống và làm việc vì cái tốt đẹp chung. Nghĩa đen của nó là tình đoàn kết và sự gắn bó trong công ty, coi đó là tác nhân quyết định nhất để đạt được mục tiêu đã đề ra. Nghĩa bóng của nó là tập hợp tất cả mọi người, bất kể thuộc sắc tộc, tôn giáo và văn hóa nào, để mà cùng sống và làm việc vì tương lai chung. Đằng sau triết lý này là mục đích gắn bó cộng sự với công ty, tạo ra sự hài hòa giữa việc làm của cộng sự với số phận của công ty. Trên nền tảng hai triết lý ấy, Canon đã xây dựng nên văn hóa kinh doanh và doanh nghiệp rất là đặc thù, kết hợp được truyền thống với hiện đại, duy trì được khả năng luôn tự đổi mới chính mình và khả năng thích ứng với mọi thay đổi của thời cuộc và môi trường kinh doanh. Những chiến lược phát triển như The Premium Company Plan, chiến lược công ty đẳng cấp, hay The Excellent Global Corporation Plan, chiến lược tập đoàn toàn cầu xuất sắc, đều thể hiện tinh thần của cả hai triết lý, đều là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển thương hiệu và đều được coi là những đóng góp quyết định cho thành công của thương hiệu này. Cuộc chiến truyền kỳ với Nikon. Cả hai công ty Nikon và Canon đều là những tập đoàn tỷ đô kinh doanh trong lĩnh vực quang học. Không giống như Sony hay Panasonic chỉ hoạt động trong lĩnh vực thương mại tiêu dùng, Nikon và Canon đã kiếm được hàng triệu đô la Mỹ thông qua mạng sản xuất chất bán dẫn và thăm dò không gian. Với nguồn tài nguyên lớn, kinh nghiệm lâu năm và doanh thu thì khổng lồ, cả hai đều có thể phát triển những kỹ thuật và thuật toán riêng biệt nhằm tối ưu hóa chất lượng ảnh của từng dòng sản phẩm. Không chỉ kinh doanh trong ngành máy ảnh, cả Nikon và Canon đều là những tập đoàn nổi tiếng hoạt động trong các lĩnh vực khác. Nikon là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về kính hiển vi cho phòng thí nghiệm, vượt qua cả những công ty chuyên kinh doanh trong mảng này như là ZEISS hay là Leitz. Hãng cũng tham gia hoạt động trong mảng thiết bị văn phòng, công nghiệp hay nhiều mảng kinh doanh khác. Tuy vậy, mảng kinh doanh máy ảnh và thiết bị ảnh vẫn là chủ đạo. Trong khi đó, Canon cũng là một công ty lớn trong ngành sản xuất thiết bị công nghiệp bán dẫn cũng như ống kính máy quay phim và nhiều sản phẩm khác. Lĩnh vực máy ảnh và thiết bị ảnh hiện chỉ chiếm 36% tổng doanh thu của hãng này, trong khi mảng thiết bị văn phòng chiếm tới 56% doanh số. Có một điều thú vị là Canon vốn thua kém Nikon về lịch sử hình thành cũng như khởi điểm kinh doanh. Thậm chí Canon chỉ thực sự được so sánh với Nikon từ thập niên 90 trong ngành máy ảnh. Tuy nhiên, hiện nay doanh thu của Canon lại vượt xa so với Nikon. Nguyên nhân chủ yếu là Canon không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực máy ảnh mà còn vươn mạnh sang các lĩnh vực kinh doanh khác. Năm 2014, doanh thu của Canon đạt hơn 3,7 nghìn tỷ yên, tương đương hơn 30 tỷ đô la, còn Nikon thì chỉ đạt hơn 980 tỷ yên, tương đương hơn 8 tỷ đô la. Chiến lược bán hàng của Nikon và Canon cũng khá là khác nhau. Trong khi Nikon thường công bố sản phẩm mới một vài tháng trước khi bán chính thức, thì Canon lại có sẵn hàng. Phương thức bán hàng của Nikon giúp các cửa hàng tiêu thụ được những sản phẩm cũ hoặc có kế hoạch giảm giá trước khi loại máy ảnh mới được bày bán.
Tuy nhiên, khách hàng sẽ phải chờ đợi nếu muốn sở hữu sản phẩm mới được công bố của Nikon. Trái ngược lại, người tiêu dùng có thể sở hữu ngay một chiếc máy ảnh Canon mới ra mắt, nhưng cách bán hàng này của công ty có thể khiến cho những dòng sản phẩm cũ bị tiêu thụ chậm lại. Phương thức sản xuất cũng ảnh hưởng phần nào đến cách bán hàng của hai hãng này. Hầu hết những sản phẩm của Canon được sản xuất tại Nhật Bản, chỉ những dòng phụ kiện rẻ tiền nhất thì mới được thuê ngoài sản xuất như tại Trung Quốc. Vì vậy, chất lượng của máy ảnh Canon được đảm bảo. Tuy nhiên, điều này khiến cho chi phí máy Canon đắt hơn và quy trình bảo hành cũng bị kéo dài. Trái ngược lại, Nikon thuê ngoài sản xuất hầu hết các thiết bị như tại Thái Lan hay là Trung Quốc. Chiến lược này giúp sản phẩm của hãng có giá rẻ hơn, quy trình bảo hành nhanh hơn, nhưng lại có rủi ro về mặt chất lượng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!